Dân Làm Báo vừa đăng bài của Phương Nguyễn có tiêu đề về cụm lải nhải chủ nghĩa xã hội hoang tưởng và quảng cáo dân chủ giả hiệu là do rốt nát hay đếm đảng. Cách lập luận, dẫn dắt của tác giả trong bài viết ấy rất tài tình đến mức thô thiển ngay từ tiêu đề của nó. Để thuyết phục bạn đọc, Phương Nguyễn cũng mượn bình phong lý luận của Marx, Engels, từ đó dẫn dắt bạn đọc tới sự quy kết thiếu cơ sở rằng mọi sự sai trái, nhược điểm của chủ nghĩa xã hội bắt đầu từ những người tiếp thu, phát triển lý luận Marx, Engels. Trong bài viết đưa ra nhiều luận điểm nhưng tập trung vào thông điệp chủ nghĩa xã hội đã sụp đổ hoàn toàn, chủ nghĩa cộng sản là theo mục tiêu hoang tưởng, viển vông không có thật trong tiến trình phát triển xã hội loài người, chủ nghĩa cộng sản chỉ có dân chủ giả hiệu. Chúng ta còn bận rộn nhiều việc ở đời, như hiện nay ai ai cũng lo góp sức cùng đất nước chống giặc Covid-19, hơi đâu mà tranh luận chuyện trên trời, càng không nên mất nhiều thời gian để cãi và với những điều phản nghịch có di truyền và cũng không cần phải thanh minh cho những điều đã rõ như ban ngày. Cho nên, dưới đây chúng ta cùng nhau nhìn vào thực tiễn lịch sử văn minh thế giới từ khi xuất hiện chủ nghĩa xã hội khoa học đến nay để trả lời câu hỏi, có phải chủ nghĩa xã hội đã sụp đổ hoàn toàn không? Thứ nhất, lý luận về chủ nghĩa cộng sản của Marx Engels được hóa thân vào thực tiễn lịch sử văn minh nhân loại bằng sự ra đời công xã Paris năm 1871. Đứng trước sự ra đời của chính quyền vô sản, kẻ thù trong và ngoài nước vô cùng căm giận nên đã cấu kết với nhau, âm mưu lật đổ công xã Paris. Vì mới ra đời, lực lượng còn mỏng, kinh nghiệm còn non, kẻ thù lại mạnh nên công xã Paris bị rơi vào thất bại. Thứ hai, 46 năm sau công xã Paris, lý luận về chủ nghĩa cộng sản của Marx Engels Lenin được hóa thân vào thực tiễn lịch sử văn minh nhân loại bằng sự thắng lợi của cách mạng tháng 10 Nga 1917, mở ra một kỷ nguyên mới cho nhân loại, kỷ nguyên ra đời và phát triển của chủ nghĩa xã hội hiện thực. Thứ ba, 74 năm sau ngày thắng lợi của cách mạng tháng 10 Nga, có một tổn thất lớn lao của chủ nghĩa xã hội hiện thực là mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô tan rã, ở Đông Âu sụp đổ năm 1991. Sự sụp đổ đó có nguyên nhân chủ quan và khách quan. Mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội có nhiều khuyết tật, thiếu sót, không bắt kịp với sự thay đổi của thời cuộc, chậm thay đổi trước tình hình biến động của thế giới, hoạt động chống phá của các thế lực bên trong và bên ngoài, đặc biệt là trong nội bộ Đảng Cộng sản. Thứ tư, từ 1978, Trung Quốc tiến hành cải cách mở cửa, đến 1986 Việt Nam tiến hành đổi mới. Tiếp đó là các nước xã hội chủ nghĩa như Cuba, Lào, Triều Tiên tiến hành đổi mới. Nhờ đổi mới, trước hết là đổi mới tư duy, nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đổi mới về mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhận thức mới về đấu tranh giai cấp. Vậy là đã rõ như ban ngày, chủ nghĩa xã hội đang sống và sống khỏe sống đẹp. Sức sống của chủ nghĩa xã hội hiện thực chính là liều thuốc đắng đập vào miệng những kẻ vô công dỗi nghề, nhem nhèm rêu rao chủ nghĩa xã hội đã bị xóa sổ. Dân tộc nào cũng có cách nghĩ, cách làm của mình để phát triển đi lên. Không có quốc gia, dân tộc nào dại dồn đi vào ngõ cụt cả. Chỉ là đôi khi nhận thức của chúng ta chưa hiểu được sự vĩ đại của dân tộc ấy mà lỡ dại phán xét cản.